Nếu những chiếc camera chạy bằng cơm đơn cử như nhân vật bà hàng xóm có thể phát họa chân dung bạn trong mắt bố mẹ, thì trong giới công nghệ, những thầy đồng Apple như là Minchi Kuo hay Kang có thể tung ra những tin đồn, và từ đó bạn có thể phát họa nên chân dung của một chiếc iPhone 13. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá bản chân dung của iPhone 13 dựa vào những tin đồn đó nhé. Điều cải tiến đầu tiên mà người ta tin chắc rằng phải 90% sẽ xuất hiện ở chiếc iPhone 13 đó chính là một màn hình có tần số quét cao, mà ở đây là phải cỡ 120Hz trên những chiếc iPhone đời cao như là iPhone 13 Pro Max hoặc là Pro. Và nếu mà bạn đã sử dụng một chiếc Android mà có tần số quét cao thì bạn sẽ hiểu là nó chạy mượt mà như thế nào. Còn nếu mà bạn chưa biết thì hãy donate tiền cho cô giáo Minh Thu để cô ấy giải thích cho nhé. Và một bằng chứng chỉ ra việc này chính là màn hình OLED với công nghệ LTPO sẽ là đơn hàng chủ lực của Apple dành cho Samsung trong năm 2021. Những lô hàng đầu tiên đã được chuyển giao cho hãng. Và thứ hai là cải tiến về camera. Không ai có thể phủ nhận rằng là camera của iPhone có lẽ là tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Nhưng trong giới công nghệ thì không phát triển cũng đã là thụt lùi. Một camera zoom xa hơn hay một ống kính góc siêu rộng, chất lượng tốt hơn chưa bao giờ là thừa thãi. Thậm chí là leaker Minchi Kuo đã nói rằng camera góc siêu rộng sẽ được nâng cấp trên thế hệ iPhone năm nay. Nhưng tất nhiên là nó cũng chỉ với những dòng iPhone Pro hay Pro Max mà thôi. Điều thứ ba thì nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng mà các bạn nghĩ sao nếu mà trên một chiếc iPhone 13 sẽ có cổng Type-C? Hiện tại thì danh mục sản phẩm iDevice của Apple đang dần chuyển sang cổng kết nối Type-C từ Mac Pro, Mac Mini đến các MacBook hay là iPad. Duy nhất chỉ còn iPhone vẫn đang sử dụng cổng Lightning truyền thống. Thực sự là nếu mà chuyển sang cổng Type-C thì iPhone sẽ có tốc độ truyền xuất dữ liệu nhanh hơn, sạc nhanh hơn, tiện dụng hơn khi sử dụng bộ sạc với các thiết bị khác nhau. Còn điều tiếp theo này thì sẽ hợp lý hơn, đó chính là việc iPhone sẽ xử lý cái tai thỏ. Các bạn cảm thấy thế nào khi mà chúng ta sử dụng và cái tai thỏ này nó chiếm một diện tích khá là lớn trên màn hình? Thì theo thông tin mà mình nhận được thì trên thế hệ tiếp theo, Apple sẽ thu nhỏ chiếc tai thỏ của mình. Nhiều nguồn tin không chính thức lẫn ông trùm tiên đoán Minchi Kuo cũng đã chỉ ra rằng Apple sẽ thu gọn lại kích thước tai thỏ của iPhone năm nay. Và để làm được điều này thì Apple đã nghiên cứu được cách thức thu nhỏ cụm cảm biến quét Face ID và đưa phần loa lên trên sát với cạnh viền. Và nếu mà đã có màn hình 120Hz thì tại sao không có luôn cả Always On Display? Dù đã dùng màn hình OLED gần 4 năm rồi thế nhưng mà điều khó hiểu là tại sao mà tới bây giờ Apple vẫn không mang tính năng này lên một chiếc iPhone. Nhưng mới đây thì hãng đã mang tính năng này lên Apple Watch, do đó rất có thể là thế hệ iPhone mới cũng sẽ có. Và nếu chứa nhiều công nghệ hay ho như thế thì một viên pin mà chỉ dưới khoảng 4000mAh chắc chắn là không đủ. Theo các thông tin gần đây thì dung lượng pin của iPhone 2021 sẽ tăng lên trên mức 4000mAh. Lần lượt là iPhone 13 Pro Max là 4352mAh, iPhone 13 Pro và 13 sẽ là 3095mAh, và cuối cùng là iPhone 13 mini sẽ ở mức là 2406mAh. Hy vọng đi kèm với đó sẽ là một củ sạc nhanh hơn, cao hơn mức 20W hiện tại. Thế nhưng mà với mình thì thực sự là cái dung lượng pin đó vẫn quá là thấp. Và chúng ta đã vẽ nên một chiếc iPhone 13 hoàn hảo như thế, có tần số quét cao, có camera xịn sò, rồi có những cái tính năng rất là hay ho. Thế thì quan trọng là mức giá sẽ cao hay là thấp đây. Nếu mà họ tăng giá thì đó cũng là điều bình thường. Nhưng mà nếu họ vẫn có thể giữ được một cái mức giá ổn định như ở trên thế hệ trước thì đó mới là điều phi thường. Và chắc chắn là iPhone 13 series sẽ tạo nên nhiều kỷ lục doanh số nữa trong thời gian tới. Và đó chính là những suy nghĩ của mình. Một bản vẽ tưởng tượng dựa trên tất tần tật những cái thông tin, những cái tin đồn mà những leaker có thể nói là uy tín nhất của Apple họ đã chia sẻ ra. Còn các bạn thì các bạn nghĩ rằng là trên chiếc iPhone 13 thế hệ mới sẽ có những cái tính năng gì đặc biệt khi mà chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là sản phẩm này sẽ chính thức được ra mắt trên toàn cầu? Hãy để lại bình luận và cũng đừng quên ấn like, share cũng như subscribe và đặt chuông thông báo để nhận được nhiều hơn nữa những video từ thế giới di động các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.